Chào thầy, sau đây em xin trình bày và viết chương trình về tài hiển thị trên LCD, hiển thị tên và mã số sinh viên. Đầu tiên là em khai báo thư viện 16F887 và các trang và tụ tập anh và clock 20m và define output LCD output ở trong Đơ và khai báo các trang từ E0 tới E1 và thư viện TV LCD.c và tên là 55 ký tự và báo các biến Y và X và vô chương trình chính. Đầu tiên là set trigger và set trigger cho mở ra Đơ là Y và set trigger mở vào là A và LCD và data nó sẽ hiển thị tên là Nguyễn Văn Tính và LCD common không x không cộng một là chỉ hiển thị là số sinh viên 1 năm 4 0 0 và sử dụng trường lực, nếu đúng là sử dụng lực for y biến bằng không y biến 51 và y dọc cộng và LCD nó sẽ nhảy lên không x 94 và sử dụng lực for y biến không y biến 20 và y cộng cộng và nó sẽ LCD data là tên là y cộng x và delay 3 giây và sau đây em chỉ đưa đoạn code này vào Protop được mô phỏng sẵn và cho chị thử và nó sẽ hiển thị tên mã số về mã số riêng và nó sẽ hiển thị mã số riêng chạy từ phải sang trái. Cảm ơn thầy đã xem video này.